Chào các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tắt cái trạng thái online khi mà sử dụng ứng dụng Messenger nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở cái ứng dụng Messenger lên. Tiếp theo thì các bạn sẽ thấy đây, một loạt những cái tài khoản ở đây nó có cái biểu tượng chấm xanh ở đây, có nghĩa là họ đang có cái trạng thái online Messenger. Và nếu như các bạn cũng sử dụng ứng dụng Messenger mà các bạn không muốn hiển thị cái tài khoản có cái chấm xanh ở đây thì các bạn sẽ tắt nó đi nha. Bằng cách là chúng ta sẽ nhấn vào cái biểu tượng ba chấm và các bạn sẽ chọn một cái biểu tượng cài đặt ở đây. Tiếp theo thì các bạn sẽ tìm đến cho mình cái mục đó là trạng thái hoạt động. Các bạn thấy là cái mục này nó đang bật lên nha. Và cái phần này nó sẽ có hai phần, thứ nhất là hiển thị khi bạn đang hoạt động và thứ hai là hiển thị khi các bạn cùng đang hoạt động này. Thì các bạn muốn tắt cái trạng thái online đi thì các bạn sẽ tắt cái phần này đi. Các bạn sẽ tạm dừng. Rồi, tiếp theo thì sau khi mà các bạn tạm dừng rồi thì nó vẫn sẽ có cái tích xanh ở đây. Tuy nhiên thì bây giờ các bạn muốn tắt hoàn toàn đi thì các bạn sẽ làm tiếp một cái bước nữa. Đó là chúng ta sẽ vào cái ứng dụng Facebook nhé. Các bạn sẽ mở ứng dụng Facebook lên, chọn vào phần menu này. Sau đó các bạn chọn vào phần cài đặt và quyền riêng tư. Các bạn chọn vào mục cài đặt. Ở đây thì các bạn kéo xuống. Trong cái phần nó là trạng thái hoạt động này các bạn chọn vào. Thì trong cái phần đây nó sẽ có thêm một cái mục nữa, đó là hiển thị hoạt động. Các bạn tắt nốt cái phần này đi và các bạn nhấn phần tắt. Như vậy thì khi mà chúng ta sử dụng cái ứng dụng Messenger hoặc là Facebook thì bạn bè chúng ta sẽ không thể nào xem được cái trạng thái hoạt động của chúng ta và sẽ không biết được là chúng ta có đang hoạt động trên cái ứng dụng Messenger hay là Facebook hay không. Rồi, và trên đây là mình đã hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ tắt cái trạng thái hoạt động, cái trạng thái online của ứng dụng Messenger và Facebook. Và video của mình thì đến đây là kết thúc. Hy vọng là cái video này nó sẽ hữu ích và giúp ích cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay đừng quên nhấn like đăng ký kênh của mình. Và mình hẹn gặp lại các bạn những video lần sau.